Xin chào mọi người, lại là Yến Quỳnh đây. Chúng ta lại gặp nhau ở tập mới rồi. Tập hôm nay là tập 281. Trong tập truyện này mình sẽ kể cho các bạn nghe những câu chuyện ngắn về tâm linh. Những câu chuyện này là những câu chuyện có thật của những người từng trải qua, từng chứng kiến gửi về cho mình. Mong muốn mình là chia sẻ đến với mọi người. Nếu các bạn thích tập truyện này á, hãy cho mình một nút like và nhớ là bấm đăng ký kênh để đón xem những tập tiếp theo nha. Các bạn có thể gửi chuyện tâm linh từng trải qua cho mình tại đây, hoặc là các bạn nghe vài người thân kể thì qua gmail nguyễnthiễnquỳnh01a@gmail.com hoặc fanpage Facebook yquỳnh23. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Giờ chúng ta chính thức vào chuyện nha. Bắt đầu tập truyện ngày hôm nay á, là trải nghiệm của bạn Phúc gửi về cho mình. Và sau cái trải nghiệm này, bạn thay đổi cái thế giới quan của bạn luôn, tức là cách nhìn nhận về thế giới. Thì bạn này cũng còn trẻ, thường là thay đổi bản thân một cách hoàn toàn như vậy á, là chúng ta phải trải qua cái việc gì đó nó kinh khủng lắm, nó đau đớn lắm. Nhưng không, chỉ cần qua một đêm thôi bạn này thay đổi hoàn toàn. Ví dụ như hồi xưa trời nắng rồi trời đèn đỏ, cộng thêm nghe tiếng bóp còi là bắt đầu bực tức rồi chửi thề, rồi bắt đầu nóng nảy lên. Nhưng bây giờ thì bạn thấy mọi thứ nó nhẹ nhàng lắm, bạn đón nhận đó một cách bình tĩnh luôn. Thì bạn kể rằng chuyện cách đây 7 năm rồi, mà nói thì bắt đầu từ lúc bạn còn nhỏ, từ khi sinh ra là bạn đã có duyên với tâm linh, gặp nhiều cái biểu hiện tâm linh lắm. Về những biểu hiện tâm linh bạn gặp khi còn bé, khi nào bạn rảnh á, bạn sẽ gửi cho mình chia sẻ với các bạn. Trở về câu chuyện 7 năm trước thì hôm đó vẫn đi ngủ bình thường, nhưng cho đến khi bạn có nhận thức lại, bạn đã thấy bạn đứng nói chuyện với một người đàn ông, một cụ ông á. Cụ ông này là cũng hàng 6, hàng 70 tuổi thôi, và nhìn như người bình thường, mặc bộ đồ dài tay, bộ đồ tựa bà ba mọi người, mà chất phác lắm. Xong rồi của ông này á, thì bạn nhớ rõ mặt mày tới hiện tại luôn nha. Có một cái hàm râu rất dài và màu muối tiêu. Của ông á, đứng nói chuyện với bạn, và bạn cảm giác của ông này thân thuộc, kiểu mà quen người trong làng trong xóm gì đó. Mà không biết là nói từ khi nào, nhưng mà có nhận thức về biết mọi thứ xung quanh á, đã thấy là mình đang nói chuyện vui vẻ với của ông này lắm. Bạn còn đang cười nữa cơ. Lúc đang nghe của ông nói chuyện ha, là bạn bất giác nghe được cái âm thanh "Ê, lâu rồi không gặp." Thì bạn mới tìm cái tiếng nói đó đâu. Bạn quay qua và phát hiện ra mình đang đứng giữa một cái sân nhà. Mà mấy bạn hình dung giống như nhà dưới quê đi, có căn nhà đất, nhà lá. Thì mình đang đứng giữa sân mà trời là chập chiều, 5-6 giờ. Thì nhìn ra cái hàng rào cây đó, thấy có một người đứng nha, mà đang từ trên xuống dưới thôi, có hình dạng con người nhưng mà nhìn không rõ bằng cụ ông. Thì bạn mới trả lời ngay "Ừ, lâu rồi không gặp." Xong cái bạn hỏi người kia "Ủa, sao không đi đầu thai mà còn ở đây?" Thì người kia trả lời đúng một câu thôi, mà cái câu này nó đánh luôn trong tim bạn, kiểu bạn cảm giác nhói á, "Chờ người." Thì bạn cảm giác kiểu cảm thông cho cái người đó lắm, giống như bạn hiểu hết cái câu chuyện mà người ta trải qua vậy á. Bạn biết cái chuyện gì người ta trải qua mà người ta phải chờ người, mà người nào luôn. Có một điều lạ ở đây, chính là khi mà bạn nhìn cái người đó không còn ngũ quan, nhưng bạn biết bản thân người ta, bạn mến người ta. Thứ hai nữa là bạn cảm giác người ta đang cười, nhưng cái nét cười rất buồn. Xong chưa kịp nói thêm vài ba câu nữa là cái lão này á, lão kêu là "Ê, đi thôi, đi theo tao." Thì lúc này á, bạn mới đi theo người đàn ông đó. Mà trước khi đi là bạn chào kêu "Ê, đi nha." Cái người đứng sau hàng rào á, là bạn đi theo cái ông lão này. Ông dẫn bạn đi trên con đường cũng như con đường làng bình thường thôi, hai bên là cây, mà buổi chiều á, mát mát, dễ chịu lắm kìa. Xong cái đi đâu 200-300 mét thì kêu là "Dừng đi." Xong cái bạn nhìn một cái, trước mắt bạn là năm cái ngã rẽ, giống như bạn đang đứng ở cái ngã năm vậy mọi người, ngã năm ngã sáu. Xong ổng kêu bạn á, "Mày chọn một con đường đi." Bạn nhìn, bạn thấy cái ngã rẽ đầu tiên là một con đường có nắng, có gió, nhưng mà bụi rất nhiều, giống như là gió mà bước vào gió nó hanh nắng vậy đó, nó nóng, nó khó chịu lắm. Con đường tiếp theo là một con đường đi vô rừng, rừng nha, tại vì á, đường thẳng mà hai bên nó là hàng cây và có gió. Và khi bạn đứng ở đây, bạn cảm nhận được cái làn gió từ cái con đường thứ hai này nó chạy vào cái khuôn mặt bạn luôn, nó mát và nó dễ chịu. Tiếp theo con đường thứ ba là một con đường á, nó mịt mù, nó tối lắm. Xong rồi á, nó còn có lốc sấy nữa kìa. Và hai con đường còn lại thì bạn không có nhớ. Bạn nói là có nhớ mẹ mại thôi, nhưng mà không có nhớ rõ. Nhưng mà con đường thứ ba là con đường nó bão táp nhất, ngoài lốc sấy có sấm chớp nữa. Cái bạn cân nhắc một hơi á, bạn chọn con đường thứ hai, tại con đường đó nó tuyệt vời quá mà, đúng không? Ai cũng sẽ chọn con đường thứ hai hết. Sau đó bạn nhìn ông lão một cái, ông cứ là kêu bạn chọn đi đó. Thì bạn đi vô con đường thứ hai bạn chọn thôi. Nhưng mà khi bước vào rồi nha,
nó dễ chịu quá mọi người, nó mát quá, rồi hương thơm thoang thoảng nữa. Nhưng đi được 4-5 bước á, bạn bắt đầu gờ những cái hàng cây bên đường, cái bạn sực nhớ kêu ủa tại sao mình chọn con đường này ta, kiểu như bạn phát giác ra giống như đây là cái cám dỗ gì đó, thì bạn dừng lại, bạn ngoảnh cái đầu về sau không thấy ông lão đó nữa, nhưng bạn thấy được cái bóng đen. Bóng đen nó cười ha 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 ha, nó kêu nhém nữa là thành heo rồi, xong rồi cười kiểu đắc ý á. Thì bạn kiểu trời ơi sao tự nhiên mình chọn đường này ta, nghỉ một hơi cái bạn chạy ngược lại cái đường nãy ông lão dẫn bạn đi. Thì bạn chạy một hơi đó, bạn thấy cái căn nhà đó thì có, nhưng mà ông lão thì không có nữa. Nhưng cho đến khi bạn tìm hết nhà xung quanh mảnh đất, bạn có chạy lại chính giữa nhà, bạn vào thì bạn thấy có một người đang đứng đó mặc áo cà sa. Thì khi bạn lại gần bạn phát giác ra ông Phật. Vì sao bạn kêu ông Phật là tại vì á, nhìn cái khuôn mặt hiền hậu lắm, hiền hậu. Rồi á, cái người này tỏa ra một cái nguồn ánh sáng, và nguồn ánh sáng này á, nó rất là ấm. Và người này kêu là bạn đi theo người này đi, thì bạn cũng đi theo. Bạn phát hiện thêm một điều nữa là năm cái ngã rẽ nãy bạn thấy á, là cái cõi trong lục đạo luân hồi. Thường thường có 6 cõi lận, mà tại sao bạn thấy có 5 cõi thôi? Chưa suy nghĩ được gì nhiều á, là cái bạn đi theo người đó nha. Thì đi là người này dẫn bạn đi trên một con đường á, mà nó ẩm ướt lắm, kiểu sình bùng á. Đi một lát xong bạn thấy là bạn đang cầm trên tay á, cái lồng đèn. Và trời đã tối rồi, mà bạn gọi đèn ở đâu là mới sáng ở đó thôi. Tối mờ, tối mịt luôn. Trước mặt bạn là người Phật đó đó, đi đến đâu là sáng đến đó. Rồi bạn phát giác ra, trời ơi, xung quanh bạn rất nhiều người đang đi. Và đây là những cái bóng đen, bạn không thấy rõ được mặt mày người ta, nhưng mà người nào cũng cầm một cái đèn lồng hết, giống như là đang soi và sợ trơn trượt vậy đó. Thì khi bạn rọi đèn ha, bạn thấy hai bên của bạn á, là những con sông, và bạn đang đi trên một cái cầu mọi người, chứ không phải là cái nền đất hồi nãy nữa. Và ở dưới sông này nè, có rất nhiều cánh tay chìa ra la hét kêu cứu á, và những âm thanh đan xen nhau rất là đáng sợ. Cái bạn cứ cầm cái lồng đèn đó, bạn đi theo cái ông Phật dẫn lối thôi. Bạn cứ cố gắng nhích từ từ đi. Thực sự lúc này rất là sợ. Mọi người trải qua cái việc này mọi người sợ không? Trời, lúc đó bạn nhìn thấy những cái bóng đen, cái bạn sực nhớ ra những cái chuyện mà trước đây bạn từng trải qua. Ví dụ như là cái lần đó bạn đi xem bói cùng gia đình, bạn chở gia đình đi thôi, nhưng mà bạn ngồi chung để nghe mọi người bói á, thì ông thầy đó tự nhiên ổng nhìn qua bạn, ổng phán bạn có một cái vong á chết trôi theo. Nhưng mà cái vong phụ nữ này á theo để trả ơn lặn, bạn không biết là bạn cứu cái vong người phụ nữ chết trôi này lúc nào, mà người ta gọi hồn người phụ nữ đó lên để cho bạn nói chuyện luôn. Rồi thầy cũng không nói rõ là cái vong đó được bạn giúp bằng cách nào. Thì thầy chỉ nói sơ sơ là bạn được theo và bảo hộ thôi. Thì có những lần thật sự là cái vong này đã giúp bạn đó nha. Để lần sau bạn có thời gian á, thì bạn sẽ gửi cho mình, rồi mình kể cho các bạn nghe. Thì khi mà bạn cứ nhích từ từ như vậy á, chuyển cảnh hồi nào không có hay. Bạn thấy là bạn đã đi trên một con đường mà lồng đèn thì không cầm trên tay nữa nha. Trước mặt bạn chỉ có một người thầy thôi. Con đường này á, có hai người đi à. Tự dưng phát giác ra là hai bên đường á, có rất nhiều những cái người mà là cái hình giống như tráng gương gì đó, nhưng mà cái người của họ đã vỡ hết rồi. Thấy thêm ở phía dưới đó có những âm binh, là những cái linh hồn mang đồ lính này kia, hoặc là khuôn mặt rất là kinh dị, rất là hung dữ, gáp những cái mảnh ghép đó lại. Và bạn suy nghĩ nha, ủa có phải là âm phủ là cái nơi mà trừng phạt rồi chảo dầu này kia đâu, nó giống như là nơi á, ghép những cái linh hồn mà phạm tội tội lỗi á, lấy những cái mảnh đó ra và ghép những mảnh khác vô cho nó hoàn chỉnh thôi. Bạn chăm chú quan sát những người đó làm cái việc mà ghép những cái linh hồn đó lại nha. Thì khi đó là bạn cứ nhìn, xong rồi cái người thầy mà dẫn bạn đi á thì kêu bạn đi tiếp, là bạn cứ đi. Xong rồi cái cảnh á là giống như con đường thứ hai đầu tiên bạn thấy là một cánh rừng, xong rồi nó mát, nó thoải mái, hai bên của nó là hoa lá gì đó, nói chung nó tươi đẹp lắm, rồi thơ mộng nữa. Thì đi một lát xong mình thấy trước mặt bạn là một cái tòa lâu đài, nó uy nga, nó tráng lệ. Cái bước vào đó là trước mặt bạn có một người đang ngồi, mà cái ông này giống mặc đồ y chang vua, và ông to gấp 20-30 lần bạn luôn. Ông ngồi trước mặt vậy nè, ông chỉ vô cái, bạn nhìn phía trước là một cái cầu thang đang xoay tròn. Ông kêu là về đi. Rồi xong bạn nhìn qua cái người thầy mà dẫn bạn đi á, người ta cũng gật đầu. Lúc này là vừa sợ mà vừa hồi hộp nữa. Sau đó là đi đến cái nơi mà cái ông đó chỉ á, là cái cầu thang xoay ở dưới nha, chứ không là xoay lên trời.
nhìn xuống mình thấy là ở dưới có trái đất kìa. Thì bạn vừa tính đưa một chân xuống thử thôi là bạn bị hút, lực hút rất mạnh. Mở mắt ra bật dậy á, trời rạng sáng. Lúc này mình thức giấc mà tự nhiên cái mình thức giấc một cách ngổn ngang, nó ngạc nhiên, không biết chuyện gì xảy ra luôn. Và hai cái tay, hai cái chân của bạn nó lạnh ngắt à, và đang đổ mồ hôi nữa chứ. Rồi khi mà bạn viết chuyện này cho mình á, bạn còn nhớ thêm một cái chi tiết nữa, đó là bạn bị nhốt trong cái lồng gương. Và bạn bị nhốt vậy xong á, và không biết cách gì bạn đã thoát ra được và đi theo cái người dẫn dắt bạn đến gặp cái ông mà bạn gọi là giống như Ngọc Hoàng vậy đó. Bạn nói rằng á, thật sự nha, kể cái chuyện này ra thì hiếm có người tin lắm. Và không biết rõ là mình mơ hay là mình được phép cho xuống tham quan cái cõi đó. Rồi vô tình mình xuống thôi, nhưng mà cái trải nghiệm rất là thật. Sau giấc mơ đó thì cái kết quả thật sự là có, là mình đã đổi tính tình rồi nha. Và thêm là mình đổi cách ăn uống này kia nữa. Thì nếu riêng mình đi, mình sẽ cho đó là thật. Tại vì mọi thứ trải qua trong cuộc đời này đều có quy luật cả. Không phải không không mình mơ giấc mơ đó. Và đôi khi các bạn gặp xui, gặp té giữa đường này kia, rồi đi trễ cuộc hẹn này kia, không phải là không không các bạn bị xui đâu. Chắc có một cái điều gì đó các bạn bị xui. Ví dụ như nếu các bạn đến đúng giờ các bạn thi đi, thì các bạn sẽ gặp trục trặc và trước mặt giám khảo luôn, thì sẽ không còn cái cơ hội để các bạn thi tiếp tục nữa. Thà các bạn đi trễ, các bạn xin phép, các bạn nói rõ ra là bạn bị tai nạn này tai nạn kia trong quá trình đi á, thì có khi á, giám khảo lại mở lòng ra cho bạn thi, và cái lần sau thi nó lại dễ hơn nữa. Nếu các bạn theo dõi chuyện mình đủ lâu, ví dụ như 6-7 tháng trở gần đây này, sẽ nghe được những cái tập chuyện đó là các bạn có con mắt âm dương, bạn đã thấy được người âm luôn, xong rồi trải nghiệm được cõi thứ nhất, cõi thứ hai của âm phủ. Bạn đó thấy được luôn là cái tầng mà chặt thịt người á, cho những người mà kiểu như hay nói dối thì chặt lưỡi, hay ăn cắp thì chặt tay, chặt chân, ví dụ như vậy á. Và bạn đó nói là rất là thật. Và từ sau những cái giấc mơ mà liên quan đến cõi âm, thấy cái nhân quả như vậy á, các bạn đó thay đổi tính tình hoàn toàn luôn. Không cần trải qua biến cố kinh khủng ngoài đời, chỉ cần một giấc mơ thôi, kiểu như mình được phép xuống dưới thăm vậy mọi người. Mình là người được chọn mở con mắt âm dương, ví dụ như vậy. Nghe thì có vẻ thần kỳ đó đúng không? Nhưng mà nếu bạn tin vào tâm linh thì bạn sẽ tin vào những cái chuyện này, thật sự nó sẽ xảy ra. Sau đây sẽ là câu chuyện của Mỹ Hoa gửi về cho mình. Thì bạn nói là dạo trước bạn có nghe được một câu chuyện, khi mà ngồi nghe mẹ các cô các bác á, trò chuyện cùng nhau, thì những cái lần mà ngồi nghe trò chuyện của người lớn, đặc biệt là những chị em phụ nữ, chúng ta sẽ phát hiện ra rất rất nhiều câu chuyện, có khi nó kinh hoàng, nó được giấu im ỉm 5-10 năm luôn. Lúc này bạn nghe một câu chuyện bằng tá hỏa xảy ra trong chính căn nhà của bạn hồi xưa mà bạn không biết được. Mẹ nói nha, thì hồi xưa nhà bạn rất là nghèo, gia đình có đúng một cái giường cho 4 người ngủ thôi. Nếu mà khách đến khách chơi á, thì phải đi bắt cái bố, hoặc là có cái giường che ngoài trước á, bưng vô nhà cho người ta nằm. Lúc đó là buổi tối, mẹ đang ngủ, cái mẹ nghe cái mùi thui thúi hôi. Xong cái mẹ tìm, mẹ thất chức. Thì mẹ ngóc cái đầu xuống gầm giường á, mẹ thấy được, thấy một cái lon sữa nha. Mà cái lon sữa tròn tròn, mọi người hình dung ví dụ như cái lon sữa ông Thọ đi, mà đã được cậy cái nắp ở trên rồi. Cái mẹ ngồi ngửi, thì ra cái mùi thúi từ đây nè. Xong mẹ cầm lên, mẹ lại mẹ soi đèn á, mẹ giật mình luôn, tay mẹ gung cầm cập. Cái bào thai mọi người, cục máu đỏ hỏn nè, mà còn thấy là hình thành em bé nhỏ bên trong rồi đó nha. Trời đất ơi, lúc này mẹ không có dám làm gì chứ, không có dám hét luôn. Gung cầm cập, sau đó là mẹ đi chôn đằng sau nhà, rồi tìm cái xem á là cái bào thai này á của ai mà tự nhiên ở trong nhà mình. Mẹ chôn xong á, vài hôm sau mẹ ngồi suy nghĩ, ngày nào cũng suy nghĩ hết, thì mới phát hiện ra mấy bữa trước thím có đến nhà bạn chơi, thì thím đã có chồng rồi, đến nhà bạn chơi ở trong nhà vài ngày luôn. Cái mẹ để ý là hình như thím có nhiều hành động lạ trong mấy ngày ở nhà. Sau đó mẹ có đến nhà thím á, chơi xong hỏi Vũ có thai, có em bé này kia, thì thím chối, thím nói đâu có này kia cái nọ đâu, lúc đầu chối bê bảy à, lúc sau cũng chối y chang vậy luôn. Thím nói thím không biết gì hết trơn á, thì đứa bé là của ai. Thì xong rồi mẹ cũng chịu luôn chứ sao giờ. Thế là mẹ chôn đứa bé đằng sau nhà, thì lâu lâu cũng cả đốt nhang cho bé. Nhưng mà từ khi mà chôn bé xong vài ngày hôm sau, mẹ thấy bị yên lại nha. Thí dụ như nặng vai với lại hay ho hay bệnh lắm, thì đợt đó cũng may có người của mẹ đi xem bói, thì mẹ cũng đi xem bói luôn. Đi xem ra nói mẹ có một cái vong em bé theo, mà vong này á, thầy hỏi có phải là con của mẹ bỏ hay không, mẹ nói không. Thì mẹ mới nhớ vụ kia mẹ kể cho thầy nghe. Thầy mới nói là đứa bé này á, nói mẹ của bạn á, là mẹ của nó. Nó nhận nhầm. Thật sự các bạn cũng nghe nhiều cái câu chuyện mà mấy cái em bé mất á, không biết mẹ là ai đúng không. Có câu chuyện mình từng kể luôn, có đứa bé vong nhi á, nó đi dọc đường nó tìm mẹ, mà cái bạn kia bạn thấy được, xong rồi đứa bé nó theo bạn này rồi nói là mẹ của bé luôn.
Rồi bé còn nói một câu là: ủa không phải mẹ con, tại sao thấy được con? Từ cái câu đó mình kể câu chuyện đó, cái mình đứt ruột ngang vậy đó, mình buồn, mình xót cái bé. Thì quay trở lại câu chuyện này, xong cái thầy mới tính làm phép. Rồi á, bé này thật sự là thầy nói nó không có hại đâu, thôi thì cho nó cũng theo đi, kiểu á, có gì nó sẽ độ gia đình. Mẹ nghe thầy nói vậy xong á, cái mẹ để vậy luôn, tới bây giờ luôn nha. Em không cho ai trong gia đình thấy hết trơn á. Thì bạn nhớ một cái câu chuyện hồi xưa, hồi nhỏ bạn trải qua mà tự nhiên nghe mẹ kể tới em bé đó, cái nhớ từ đầu đến đuôi luôn. Tối đó bạn đang ngủ, lúc đó là bạn cũng 6-7 tuổi á, cái tự nhiên giật mình tỉnh giấc, bạn ngồi bật dậy thì nhìn xung quanh mẹ, chị hai và ba đang ngủ. Các bạn thấy tự nhiên ở trước mặt bạn có một cái con rắn. Con rắn này á, thì giường của bạn đặt bên phải đi, nó bỏ bên trái. Mà bạn thấy con rắn này nó to lắm nha, nó to mà nhìn nó hung dữ lắm kìa, các bạn sợ. Tự nhiên bạn thấy là con rắn nó bò rất là nhanh ở trên vách á, luồn như nè. Cái xong nó tính phóng qua cái mùng á, thì bạn thấy xẹt một cái lược màu trắng, xẹt một cái là con rắn với cái màu trắng nó mất tiêu luôn. Bạn nhìn rồi bạn ra ngoài mình mùng á, bạn nhìn luôn vẫn không thấy. Nhớ lại câu chuyện, bạn nhất quyết bạn giữ im lặng nha, bạn giữ bí mật, bạn chỉ kể cho mình kể cho các bạn nghe thôi. Và theo các bạn á, thì là ai, mẹ có đi xem, hầu như năm nào cũng đi xem thầy, nhưng mà thầy nói là chị giỏi theo thôi, cái em đó đó không làm gì hết trơn á. Tiếp theo là mình muốn chia sẻ với các bạn một câu chuyện mình đã đọc được, giống như là đây là những cái lời tâm sự gì đó của một chị viết về đồng nghiệp, một người bạn thân và chuyện tình của chị đó. Rồi cái kết cho chuyện tình đẹp đó là một cái kết rất là đau lòng luôn, và nó có liên quan đến yếu tố tâm linh là trùng tan. Thì chị này hỏi mọi người là đã bao giờ mọi người thấy xác chết hay chưa, không phải vì đau ốm bệnh tật, không phải vì chết đuối, mà là vì tự tử. Đó là khung cảnh mà chị không bao giờ quên. Chị thấy người bạn thân của mình á, đồng nghiệp của mình sẽ gọi cái chị mất là chị Minh đi. Chị Minh á, đang nằm trên giường ngủ trong chính căn nhà của mình, và người chị co quắp lại, miệng của chị á, sùi bọt ra, tràn dịch ra, và dịch nó vương vãi khắp gai giường thì nhăn nheo hết. Trước khi mất có lẽ là chị đau đến tột cùng luôn, nhưng mà nhìn kỹ á, thì trên khuôn mặt của chị có chút thoải mái. Có lẽ đây là cái lựa chọn giải thoát á, mà chị cho là đúng. Thì những cái ngày đám tang diễn ra là chị thường đến đám tang của chị Minh túc trực, rồi đãi khách này kia. Chỉ có chị và người yêu của chị Minh á, mới biết được chị Minh ra đi vì tình thôi, chứ những người xung quanh vẫn đồn đoán rằng á, đầu tiên chị người ta tiếc nuối cho cái mất của chị, tại chị còn rất là trẻ. Người ta nói về cái tài sản chị để lại, tài sản kết xù của chính chị và của ba của mẹ chị để lại. Người ta còn nói là gia đình chị Minh á, bị trùng tang, cứ 3 năm á, lại lấy đi một người. Đầu tiên á, là người em gái họ của chị Minh, sau đó là tới em gái của chị Minh, 13 năm sau này nè là tới chị Minh, theo đúng ngày tháng năm luôn. Gia đình đã mời thầy cắt trùng rồi nhưng không có hết, và đang tiếp tục tìm thầy để cắt trùng, sợ sẽ có những người tiếp theo. Thì nghe đến đây chị chua xót vô cùng luôn, tại vì chỉ có mình chị biết, người yêu của chị Minh nữa, là biết chị Minh trải qua cảm giác như thế nào trong suốt những cái năm tháng mà người thân dần dần mất đi. Thì cái người yêu của chị Minh là con gái. Chị đó lúc này vẫn ngồi và nghe được những điều giống như chị nghe luôn. Thì chị đó có kể lại á, là chị và chị Minh có duyên quen nhau là hồi xưa nhà ông bà nội chị Minh kế nhà chị. Thì lâu lâu gia đình của chị Minh sẽ chở chị Minh và em gái xuống nhà ông bà nội chơi, ba mẹ đi về làm công chuyện, chiều xuống rước. Thì như vậy là quen nhau, xong rồi thường á, gặp nhau rồi tổ chức là lấy cái áo mưa trải ra giữa sân, rồi lấy hái hoa, hái cây, hái lá, ngồi trên đó chơi bán hàng. Thật sự những cái điều đơn giản đó thôi á, khiến cái tuổi thơ của ba đứa rất là đẹp luôn. Thì đến một cái hôm của đầu tháng 5, hôm đó ba mẹ chị Minh vẫn chở chị Minh và em gái xuống chơi, và hẹn là tối nay á, ba sẽ xuống rước hai đứa. Thì đến chiều tối á, ông bà nội của chị Minh nhận được cuộc gọi, đó là ba và mẹ của chị Minh á, gặp tai nạn giao thông, mất ở trên đường rồi. Sau biến cố đó, chị Minh cùng em gái dọn xuống ở của ông bà nội. Ông bà nội trăm bẩm và thương lắm, thì ở gần nhau mà có thời gian đi chơi với nhau nhiều hơn. Và chị này lúc đầu thương hai người này giống như là em gái gì đó, tại vì chị này lớn hơn chị Minh tận 2 tuổi. Thì hai người á, bắt đầu đi chơi với nhau nhiều. Và chị này nói nha, thật sự rất là nhớ khoảng thời gian mà đi học chung trường. Mỗi lần tan học á, là chị này sẽ chở chị Minh đi ăn vặt, đi chơi và lén đi dạo với nhau nữa. Nhiều lúc mà bị ông bà nội không cho phép á, chị này phải giác mặt qua sinh. Rồi hai người á, thích hai ca sĩ mà trái ngược nhau, dẫn đến là hai người này ghét nhau dữ lắm luôn, thường cãi lộn nếu mà nói chung chủ đề đó lắm. Nhưng mà lại dành tiền
mua ca sĩ mình ghét để tặng cho đối phương. Chị này á, đi học rồi ra trường trước á, ỷ mình lớn cái xong á, đem tiền nè, rồi lo cho chị Minh, rồi chăm chị Minh, rồi cho em gái chị Minh, và dạy chị Minh học nữa. Mặc dù chị Minh học rất là giỏi nha, top ở trường á. Thì hai người bắt đầu thích nhau lúc nào có hay, xong rồi bắt đầu lén quen nhau. Thì chị này tỏ tình trước, rồi bắt đầu hai người quen nhau cho âm thầm như vậy, cho đến khi chị này đã đi làm khoảng thời gian rồi. Xong ba của chị này á, phát hiện là bắt đầu đánh chị này rất là nhiều, và kêu là cắt đứt cái mối quan hệ đi, không thôi là kiểu ảnh hưởng đến chị Minh á, kiểu như bác này sẽ làm những cái điều mà gây hại cho chị Minh. Thế là cái chị này á phải cắt đứt. Rồi ba của chị này giới thiệu cho chị này một người con trai, mà là kêu là gia đình gia giáo và con của một ông chủ xưởng gỗ, và kêu là không cần quen đâu, cưới luôn đi. Sau đó chị này không đấu tranh mà lựa chọn thỏa hiệp, thế là chị này đi lấy chồng. Cái hôm đám cưới của chị này chị Minh chứng kiến được hết luôn. Đó là cái cảnh mà người đàn ông khác dẫn người mình yêu chị này nè lên lễ đường. Chị Minh thấy cảnh hai người này hôn nhau, chị Minh thấy được là chị này á mang thai. Xong rồi chị Minh thấy được cái cảnh chị này sinh con. Trong suốt khoảng thời gian mà chị này á, lấy chồng, mang thai, đi khám thai, rồi sinh con, chị Minh đều ở bên cạnh hết luôn, với vai trò là một người bạn thân. Nghe nó chua xót không mọi người? Chứng kiến người mình yêu bên một người đàn ông khác, xong rồi có thai cho người đàn ông đó, rồi đi sinh con cho người đàn ông đó luôn. Đau đớn chứ. Lúc chị này vào phòng sinh, đồng nghĩa với việc là bước một chân vào quỷ môn quan. Người ta thường nói là mẹ sinh con là sống chết 50-50. Thì khi mà bưng đứa bé ra rồi á, bắt đầu ba đứa bé, dòng họ ba đứa bé lấy điện thoại chụp tách, hỏi rất nhiều về đứa bé. Không ai hỏi về cái chị gái này chưa á. Chỉ riêng chị Minh nó đứng đợi bác sĩ xong hỏi tình hình của chị gái này. Mà may là chị gái này á, bình thường, không sao cả. Nói chung là chị Minh cũng thở phào nhẹ nhõm. Thì sau đó một khoảng thời gian á, đứa bé này là bắt đầu biết ăn, ăn dặm, rồi đi học, đi khám bệnh, rồi bắt đầu biết đi luôn. Là tất cả cái sự phát triển của đứa bé này đều có sự hiện diện của chị Minh hết. Nhưng mà chị gái này lại thấy là như vậy sẽ ngán chân chị Minh lắm, và lo cho chị Minh nữa. Nếu mà bên cạnh mình hoài, chị Minh sẽ không yêu ai được, không có một người bên cạnh chăm sóc. Chị này đã có gia đình rồi. Cái xong chị này tìm mọi cách đẩy chị Minh ra. Đầu tiên chị này né chị Minh, chị Minh qua tìm em bé để thăm, hoặc là nhắn tin gọi điện, là chị này không phản hồi nha. Nhưng trước đó là phản hồi rất là tích cực. Sau đó là dùng những lời lẽ đau lòng, nó nặng để nói, để cho chị Minh đau, để biết rút á. Nhưng mà không, cuối cùng chị Minh cứ đến tìm hoài vậy đó, là cự tuyệt luôn, kêu là đừng đến tìm nữa. Thì thật sự là chị Minh không đến tìm nữa. Một hai tuần sau là hay tin chị Minh tự tử ở nhà rồi. Thì đồng nghĩa là chị này biết là chị này đã giết chị Minh rồi. Chị này á, giống như là một cái sợi dây mà chị Minh níu lại trong cuộc sống này vậy đó. Tại vì sau cái đám cưới của chị người yêu chị Minh được vài tháng là em gái chị Minh mất, là chị Minh đâu còn người thân nào đâu, ông bà nội cũng mất luôn rồi, chỉ còn mình chị này thôi. Nhưng mà cuối cùng chị này lại là người giết chết chị Minh bằng những cái lời lẽ đó. Mà cái chị Minh là cái người mà giúp chị này nhiều nhất nữa chứ. Kể đến khúc này á, là cái chị này chỉ khóc quá trời khóc luôn. Xong rồi chị ôm chị đồng nghiệp chị xin lỗi, chị nói là sẽ ly dị chồng để nuôi con, thì con còn nhỏ nên sẽ giành được quyền nuôi con. Nó muộn quá rồi. Và chị đồng nghiệp á, đâu có làm gì đâu. Và chị đâu sai với chị đồng nghiệp, chị sai với người đang nằm ở trong hòm, đang linh cữu á. Thì cho dù chị này có ly dị chồng cũng không có gửi được cái vết nhơ, cái vết đau, rồi cái niềm hối hận trong lòng đâu. Nên cứ ở với chồng nuôi con đi, nuôi xong rồi sau này mất rồi xuống dưới mình trả sao. Thật sự xót cho chị Minh lắm. Tại vì khi mà cái chị đồng nghiệp này đến thăm á, thì là cái khuôn viên mộ chôn của gia đình chị Minh. Trước á là chị Minh cùng em gái, sau đó là cái mộ của ba và mẹ chị Minh. Nó được trang trí rất là đẹp. Một số bạn nói là trời ơi, tự nhiên tự tử vì tình, rồi cũng hỏi là chị Minh đẹp, xinh, rồi giỏi như vậy, tại sao lại bỏ mạng vì một người con gái đã có chồng. Thật sự á nha, chị Minh bị trầm cảm mọi người. Trầm cảm luôn luôn có xuất hiện tiếng nói trong đầu á. Chị Minh phải vững tinh thần lắm mới vượt qua được những cái tiếng nói trong đầu, những cái tiếng nói nhỏ trong đầu lấn áp, kêu đi chết đi, tự tử đi, rồi làm việc xấu đi á. Thật sự trầm cảm sẽ như vậy á. Rồi chị này là một cái hy vọng duy nhất chị Minh bám víu để cho sống. Nhưng mà cuối cùng cái niềm hy vọng này nó lại bị dập tắt. Rồi thôi, mình cũng tiếc. Nhưng mà cái gì cũng có cái kết của nó, cái nguyên nhân của nó. Thì chỉ cầu mong chị Minh kiếp sau có một cuộc sống nó tốt hơn. Đây không phải hoàn toàn là một câu chuyện tâm linh, nhưng mà mình nghe xong mình biết là mình trân trọng người kế bên. Rồi mình làm sao để đừng bao giờ mình hối hận, hoặc là làm hối hận rồi mình đòi sửa chữa. Sửa cái gì nữa, người ta chết rồi. Nên là yêu, chia tay rạch rồi ra. Chia tay xong đừng làm bạn, dẫn đến nhiều cái chuyện phức tạp lắm. Thật sự cái người đó tốt đến mấy đi nữa cũng đừng nên làm bạn. Hạn chế tiếp xúc càng tốt. Người yêu tiếp theo của mình đó đỡ bị đau lòng hơn, đỡ bị tổn thương hơn.
Cuối cùng thực hiện xong lời hứa kể những câu chuyện tâm linh cho mọi người nghe rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi anh cuối video nha. Bye bye, hẹn gặp lại tập sau.